Với những cái căn như thế này mà được đang có giá trên thị trường nó rơi tầm khoảng độ 53 tỷ cho 266 mét đất, thì nó rơi vào tầm khoảng độ 200 triệu một mét. Xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Tham. Và hiện tại Đạo đang đứng ở những dãy biệt thự song lập thuộc khu vực Louis City Hoàng Mai. Đây là một trong những cái dự án mà rất là hot trong những năm vừa qua, khi mà là sở hữu một cái vị trí rất là đắc địa, rất là gần trung tâm Hà Nội, ngay cạnh vị trí dự án nằm trên cái vị trí của quận Hoàng Mai, chỉ 10 đến 15 phút là đến Hồ Gươm, ngay sát trung khu vực khu đô thị Vinhomes Town City cạnh vành đai 2.5 và 3 chấm. Ngay sau cái dự án chính là cái hồ điều hòa Yên Sở rất là to. Đây, và cái căn biệt thự mà nãy giờ mà chúng ta đang đi xem thì có những cái đã có những cái người dân đã về ở như thế này. Đây là một cái căn điển hình song lập, biệt thự song lập với tổng diện tích là 266 mét đất, được xây làm 3 tầng rưỡi cộng với một cái tầng hầm, với diện tích mặt sàn lên đến là gần 600 mét. Đấy, thì được thiết kế và hoàn thiện ngay khi mà nó được về làm hoàn thiện thì nó rất là đẹp như thế này. Đạo mời quý anh chị cùng xem từ một cái căn biệt thự song lập điển hình, khi mà hoàn thiện thì nó sẽ có sức sống như thế nào so với một cái căn chưa hoàn thiện. Phải nói rằng là cái sự kỳ công của cái căn biệt thự này, khi mà ở thì nó công năng nó rất là thích. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái cổng rất là to như thế này để đi xuống tầng hầm. Tầng hầm đây thì là thông thông hẳn mặt sàn luôn. Ta sẽ thấy rằng là một cái cổng lớn đây, cái cổng này chính là cái khu vực mà chúng ta có thể đi ô tô vào dưới hầm, hoặc là để các phương tiện ở dưới mặt hầm. Một mặt sàn tầng hầm rất là rộng. Và tiếp theo, khi mà chúng ta sẽ có một cái cổng chính để đi vào tầng 1, một khoảng sân rất là rộng này, đã được làm và hoàn thiện. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái ban công to ở tầng 2 kia, và tầng 3 là những cái ô cửa sổ. Đấy, 3 tầng rưỡi. Đây là một căn hoàn thiện thô có thang. Đây là cánh cửa chúng ta bắt đầu vào bên trong. Tầng 1 đầu tiên chúng ta bước vào thì quý anh chị cũng sẽ thấy rằng là cái mặt sàn này nó rất là rộng. Nó được bố trí ở khu vực này chắc chắn rồi. Chúng ta có một cái ô cửa sáng ngay chỗ này. Có thể đây sẽ là cái khu vực phòng khách, hoặc là đây giữa trung tâm của ngôi nhà. Chúng ta sẽ có một cái khu vực cầu thang ở chỗ này, và có một cái khoảng không chờ ở đây. Thì có thể đây sẽ là cái khu vực thang máy, trung tâm của ngôi nhà, thang máy ở đây nên dọc ở trên này. Đằng sau đây cũng còn một cái khoảng không trống ở đằng sau đây nữa, chúng ta còn ra xem. Đây, đây chính là cái ra chỗ đằng sau của ngôi nhà, khá là vuông vắn. Đằng sau ngôi nhà còn có những cái khoảng đất trống như thế này để trồng cây, hoặc là chúng ta có thể thiết kế những cái khu vực ngồi chơi. Dưới đằng sau mỗi ngôi nhà chúng ta có một cái khoảng không đường rất là to, trống như thế này, có rất là nhiều cây đã được trồng rồi. Đấy, đây chính là cái khu vực công viên trung tâm. Hiện tại nhìn thì có thể hơi phía chỗ này rất là đẹp, xanh này, bên này. Đó, và những cái căn đã về rồi thì rất là đẹp, hoàn thiện rồi rất là đẹp. Chúng ta cùng xem những cái ban công của thiết kế của nó này. Cực kỳ đẹp. Đạo mời quý anh chị chúng ta cùng lên thêm xong tham quan một vài cái mặt sàn tầng 2 và tầng 3, xem có tổng cộng là 4 4 cái ban công ở trên cái mặt sàn này. 1 2 3 4 những cái ô tràn kính để lấy nhiều cái ánh sáng này. Về cấu trúc thiết kế thì cũng khá là hiện đại. Rất là nhiều ô cửa sổ. Nhà rất là sáng và thoáng với những cái ô cửa sổ rất là thoáng. 3 tầng rưỡi và một tầng hầm. Đây là cái tầng 3. Những ô cửa sổ mở thoáng như thế này, chúng ta sẽ thấy được những nhà đối diện này. Những căn song lập.
với những cái mặt sàn to thế này chúng ta hoàn toàn có thể phân chia thành những cái phòng ngủ rất là hợp lý. Và bây giờ Đạo xin mời quý anh chị chúng ta cùng tham quan bên ngoài khu vực xung quanh của cái khu vực căn biệt thự này. Xin mời. Đợt này thì dân cư về đây nó khá là tấp nập từ khi cái đường kia được thông rồi. Cái vị trí của cái khu vực này thì quý anh chị chắc cũng khá là rõ khi mà nó nằm trong nội đô tại quận Hoàng Mai luôn. Một vị trí rất là đắc địa, khi mà chị đi có 10-15 phút là đến Hồ Gươm rồi. Nằm ngay sát Time City, cạnh ngay đường Vành Đai 3 và Vành Đai 2.5. Đấy, thì đây là toàn bộ hiện trạng những cái khu vực mà dự án chúng ta đang đi xem. Cũng có khá là nhiều dân cư đã về đây. Đây, điển hình như là những cái căn biệt thự rất là to như này. Đấy, thì quý anh chị có thể thấy rằng là chỉ với khoảng độ tầm 50 tỷ thôi thì chúng ta đã sở hữu được một cái căn biệt thự, phải nói là biệt phủ rất là đẹp, kỳ đẹp. Những cái căn mà đã hoàn thiện như thế này rồi, với những cái một cái giá mà trong nội đô như thế này thì Đạo đánh giá là một cái giá rất là tốt, và cũng rất là nhiều người đang quan tâm ở cái khu vực này. Thì chúng ta đi một vòng chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều người đang về đây hoàn thiện để ở và sinh sống. Về lòng đường thì cũng khá là rộng, khi mà có thể là hai ô tô đi tránh nhau dễ dàng. Đây là cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì chính vì vậy nên là những cái căn mà thuộc giai đoạn này thì đều đã có sổ đỏ hết rồi, sổ đỏ vĩnh viễn. Đấy, nên là quý anh chị nếu mà tham khảo ở cái khu vực này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái căn mà có pháp lý hoàn thiện rồi. Đấy, thì bên này cũng đang có những cái căn mà đang bắt đầu gia chủ đã về, đang xây và hoàn thiện. Đấy. Còn đối diện của những cái căn biệt thự song lập thì chính là những căn liền kề. Quý anh chị có thể thấy rằng kia có một cái căn người ta đã về ở rồi. Đấy, có rất là nhiều cây xanh, trồng hẳn một cái cây ở trên tầng 2 luôn. Bởi vì cái ban công tầng 2 nó rất là rộng và to. Về hoàn thiện thì cái lợi thế của những cái căn biệt thự này nó rất là độc lập. Nó rất là riêng tư khi mà có những cái cánh cổng sắt, những cái cánh cổng rất là đẹp, ngăn cách rất là riêng tư như thế này. Đấy, một căn biệt thự rất là đẹp. Ở trên sân người ta trồng rất là nhiều thảm cỏ đẹp. Những căn biệt thự trồng rất là nhiều cây xanh ở đây. Đấy. Điển hình như đây chính là một trong những cái căn biệt thự song lập đã có người về ở, rất là đẹp. Với những cái căn như thế này mà đang có giá trên thị trường nó rơi tầm khoảng độ 53 tỷ cho 266 mét đất thì nó rơi vào tầm khoảng độ 200 triệu một mét. Nếu mà quý anh chị quan tâm một trong những cái căn biệt thự ở đây thì có thể liên hệ đến em Đạo có thể dẫn anh chị đi xem tham quan cái khu vực Louis City Hoàng Mai này để chúng ta có thể chọn cho mình để tham khảo thêm, để đưa ra những quyết định đúng đắn, lựa chọn những cái căn hộ, những căn biệt thự phù hợp ở nơi cho mình sinh sống. Đạo đang đứng ở dừng ngay xe ngay chỗ cái đoạn đường ngay cửa ngõ của khu vực để vào đoạn đường Louis City Hoàng Mai đó. Thì ở đây chính là cái hồ điều hòa Yên Sở, đoạn đường nối giữa Tam Trinh và đi vào chỗ nối cửa ngõ của Louis City Hoàng Mai, cửa ngõ để đi vào đây đó. Về giao thông thì hạ tầng khá là thuận tiện để đi lại ngay chỗ cửa ngõ luôn. Thì Đạo tin chắc rằng trong một thời gian khoảng độ một vài năm tới thôi thì khu vực này nó sẽ rất là phát triển và mọi người sẽ về đây hoàn thiện và sinh sống sẽ rất là nhiều.